cái dâu đang đây trắng láng dâu vào. Đấy. Ông lại dán kiểu thế. Dán kiểu thế. Wow. Anh mỏi mồm quá. Đây, cho mày dán của mày. Để dán của anh. Anh ơi, ta điện, ta điện, ta điện ơi. Mày, mày chưa? Em cũng chưa. Lôi kỹ thuật một tí nha mọi người nhé. Tạm thời sẽ... Tập nhà được các bạn ạ. Tạm thời sẽ... À, không, không phải. Thế mọi người biết tại sao không? À, nó tan chảy thế nên là... Anh em mình đâu phải chuyển đến nhà. Ôi anh ơi, gió đổ sập nhà. Ôi, thôi thôi. Nguy hiểm quá. Và nhà... Đây nhà của anh đấy đấy. Quá nguy hiểm. Thời tiết hơi nắng nóng một tí, thế nên là anh em mình quyết định xây một cái phòng nó mát mát một tí để ở mọi người ạ. Nắng quay là chửi nhá, mà hơi nắng. Anh em mình đã chuẩn bị những viên gạch đặc biệt được chế từ nước nha mọi người nhá, bằng cái công nghệ sập cầu dao. Đấy. Bây giờ anh em mình sẽ xây, nhưng mà không biết là chừng này 50 túi đá này của anh em mình là có đủ để xây một cái gian phòng nhỏ nhỏ được không? Nhưng mà anh ơi, chỉ xây cái nhỏ tí tí tí. Đấy. Sẽ tựa vào tường luôn nha. Mình định làm ở dưới bể bơi đấy, nhưng mà bể bơi thì không nói chung là nó không hợp lý lắm. Định làm ở ngoài mái tôn này cơ, nhưng mà sợ là nước đá nó chảy tan chảy tan nó sập mất nhà đấy. Ui mát đi đấy. Dàn dàn ra phải xếp à, phải dàn dàn nó ra như kiểu nó xây gạch làm cháy chắc mát lắm mày nhỉ. Quả này mà tí nữa mà giải chiếu đi hết chờ mọi người ạ. Phê chúng ta có món để khánh thành nhà đến cả bọc quản lên nữa. Chà cao không anh? Lên đến đây luôn. Vuốt hết cả tay, vừa cầm mấy cái cục đá mà vuốt hết cả tay. Tí nữa là đây là thành phòng máy lạnh, ướp xác như kiểu ướp xác. Đấy. Kho đông lạnh. Chỗ cho hai anh em ngồi là được rồi. Ui chà. Chả năng mới anh nhỉ? À, mình định làm bằng cái đá khay á, nhưng mà trên mình chẳng có cả. Buồn thế. Đồ ngủ. Đứng ngoài một tí mà hoa mắt luôn. Ok không? Ok anh ạ. Cao hẳn lên đây. Nào chắc chắc luôn rồi, sập nhà rồi bây giờ. Biết cao hơn đâu. Tường băng. Mình không có biết mình chơi đá. Nhưng mà đừng đập đá là được. Không đập đá cũng được à? Mày ngồi xuống nào. Ngồi đây. Anh ngồi đây. Hơi hẹp tí. Hơi hẹp tí. Đấy. Đấy. Được chưa? Ok. Quả này á, anh phải đặt quả ghế câu này. Ôi giời ơi. Giữa. Hoàng gia luôn.
ra. Xếp gạch nó. Đấy thì nó mới chụp được, hiểu không? Nhưng mà anh có đi xây bao giờ đâu mà anh biết. Nào, xem không? Đây là ngôi nhà bằng đá đấy. Mát lắm đấy. Trùng mạch rồi. Trùng mạch cũng được. Đáng ngồi hưởng thụ mà nhà lại sập vỡ đồ chết tươi đấy. Đấy. Ua. Khói quá. Làm vỡ đồ. Anh em mình đã hoàn thành xong ngôi nhà rồi nhá mọi người nhá. Tình hình là ngôi nhà này sẽ bị lũ nó cuốn rất là nhanh. Thế nên là bây giờ anh em mình sẽ khánh thành nhà nhanh còn kịp. Đấy, nó đi để anh ngon không? Nhưng mà máy lạnh hơi bị ok đây ạ. Máy lạnh ok đấy. Ôi phần đấy tỏa nhiệt vị rất mạnh ạ. Mát lắm. Lúc này đang lắp đặt quả nhà điều hòa này thì đi vào giống vẫn trông mặt luôn mọi người ạ. Wow. Đây, đây là cái món để anh em mình sẽ khánh thành nhá. Đấy, bây giờ phải lấy cái gì để kê cái này lên. Ấy, đưa giả ghế đây để thịt bò với lại để kia. Mát thịt. Đấy. Đấy. Quả đấy được đấy anh ạ. Đây là thịt bò Mỹ nha mọi người nhá. Anh ơi, anh phải mua ít kem anh đút vào đây này. Lúc nào thích ăn kem rồi là ăn đấy. Phải thật cẩn thận mà không là điện giật chết đòi. Ngồi tệt xuống nó mới mát. Ui, vào đây cảm giác khác hẳn. Wow, cảm giác đầu tiên khi mà ở trong ngôi nhà băng này nhá. Thoải mái nhỉ. Nó mát. Đây, hơi cái hơi lạnh nó phả ra ấy. Mọi người không biết là có nhìn thấy không, nhưng mà ở trong này nó mát lắm. Đáng nhẽ ra ấy là anh em mình sẽ làm lên tầng 2 đấy, nhưng mà thiếu đá. Lên tầng 2 á, giải một lớp đá ở trên này thì nó sẽ mát hơn. Như thế này thì cũng khá là mát rồi ấy. Nóng. Ui. Anh ơi, cho bơ vào. Đi thôi. Đấy. Cho nhỏ. Đấy. Bây giờ anh em mình sẽ khánh thành nha. Đây nha mọi người nha. Đây là nhà điều hòa của mình. Thịt bò Mỹ chính xác chuẩn 100% nha mọi người nha. Thịt bò BBQ đấy à? Chứ không phải là thịt bò gọi là cái dạng bò bò ta đâu. Anh chẳng nhầm rồi. Đấy, nhầm gì? Thế mày ăn cả xả tảng sườn gì? Vâng. Tí nữa sẽ có tảng sườn cho mày. Ăn cả cái tảng sườn ấy. Cái cho bò này là cái bò rắc muối đấy ấy. Ừ, đúng rồi. Cái bò mà cái ông Tây mồm méo mà chuẩn luôn. Ây da, vịt phát đấy anh ơi. Ai mà ăn bò Mỹ rồi thì nhìn phát là biết ngay là bò ta hay bò Mỹ nhá. Anh đem cái đũa để em dần dần đến này ra một chén cho. Đấy. Ui dồi ôi. Thái cục một đi. Một nhá. Một đi. Cục to hay cục nhỏ? Mày thích cục to hay cục nhỏ? Em thích cái cục bằng thằng tí nó rắc muối trong cái ông mồm méo Đấy. Wow. Đấy. Thế ra thử một cục nhỏ nhỏ trước. Đấy. Không bỏng để thế. Em dán cho ông đấy đi. Đấy. Cái dầu đang đây trắng láng dầu vào. Đấy. Ông ấy dán kiểu thế. Dán kiểu thế. Wow. Anh mỏi mồm quá.
Đây, cho mình dán của mình. Anh sẽ dán của mình. Ôi, ôi, anh ơi, ta điện, ta điện. Ta điện ơi. Ui, được có đồng đồng được. Mày hình chưa? Em cũng chưa. Lôi kỹ thuật một tí nha mọi người nhé. Tạm thời sẽ... Sập nhà được các bạn ạ. Tạm thời sẽ... À không, không phải. Thế mọi người biết tại sao không? À nó tan chảy thế nên là... Anh em mình đâu chuyển đến nhà. Ôi dồi. Ôi dồi. Ôi dồi. Đổ sập nhà. Ôi dồi. Ôi dồi. Ôi dồi. Nguy hiểm quá. Và nhà của... Ôi dồi. Này nhà của anh đấy đấy. Quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Này thì wow. Nhà chưa kịp cánh thành xong đã sập. Thế này. Anh em chuyển chúng về bơi đây. Nhà. Ok. Chuyển chúng về bơi rồi. Thế nhà này vỡ đầu lúc nào không biết. Nhà này không ăn thua mọi người ạ. Là bão. Thiên tai nó đến bất chợt quá. Nhà mình sẽ quyết định là chuyển nhà. Sập nát rồi nhé của em. Ôi, miếng thịt đang bắt đầu đấy này. Đang chuẩn bị rắc muối được rồi. Thôi. Sau một hồi vất vả thì anh em mình đã chuyển được nhà rồi nhá mọi người nhá. Anh em mình đã chuyển từ vùng trũng lên vùng cao, tức là từ trên tầng xuống dưới đất. Nó an toàn hơn một tí, gọi là vững chãi hơn, nhưng mà nó không được gọi là mát như cái ngôi nhà đầu tiên, nhưng mà nó vẫn mát lắm. Ui, cháy cháy anh ơi. Bây giờ chỉ mong ông trời ủng hộ cái là đừng có mưa thôi. Nào. Đấy nha mọi người nha. Em sẽ dán nốt cái của em nhé. À chào ơi. Em sẽ nướng cái quả này theo phong cách ông chú Tây, ông chú rắc muối. Wow. Tí nữa mọi người sẽ biết sự khác biệt của bò Mỹ nó ở đâu nha mọi người nhé. Vậy là hôm nay nhà mình khánh thành hai ngôi nhà liền. Một ngôi nhà gọi là trên đỉnh nóc nhà và một ngôi nhà ở dưới đất. Rất là buồn khi mà anh em mình đã hỏng mất một ngôi nhà. Nhưng mà không sao cả, cuộc sống luôn có những lúc khó khăn mà. Thôi, đạo lý đi. Cuộc sống mới chẳng được. Cái nắng của ngày hôm qua không thể phơi khô quần áo của ngày hôm nay. Nếu yêu em không được thì anh sẽ yêu đi, đi yêu người khác. Nếu nắng không chịu được tao chuyển xuống đây nó mưa. Mà thời tiết ở Vương rồi nhỉ, đang nắng to hoa hết cả mắt mà tự nhiên chuyển xuống đây bắt nó mưa. Đó, chưa mưa. Chuẩn bị. Đừng có mưa là được. Đấy, nào. Hôm nay anh em mình sẽ làm quả tiệc ngồi này hơi bị ok luôn nhé. Mát, được cái là rất là mát nhé mọi người nhé. Sơn. Thơm chưa? Mọi người cảm thấy mùi thơm chưa? Siêu. Chưa, người ta chín bây giờ. Đấy, tuyệt vời đấy. Nấu món này em phải thả hồn vào mọi người ạ. Cứ phải từ từ. Uậy, mọi người có thấy gì không? Mưa. Ông trời hôm nay không ủng hộ anh em ta mau rồi. Trời mưa, mưa này. Trời hơi dày rồi. Anh em mình thích ăn kiểu sống sống máu me một chút đấy. Đây là thịt bò Mỹ chuẩn 100% đấy nha mọi người nhá. Đấy, mình sẽ cắt ra cho mọi người xem này. Để cho nướng cho nó nhanh chứ không mưa này sẽ toàn. Đấy. Em sẽ không cắt gì. Đấy, một nửa thôi, nướng một nửa thôi. Cái dầu ăn nào.
Quét. Không biết là mình có làm giống ông đấy không nhỉ? Mà ông đấy chắc gì đã làm ngon mà anh em mình đang cố quét đấy. Qua wow, bao nhiêu quả học nấu ăn cũng đẳng cấp luôn. À, quả nãy sập nhà tí nữa thì hai đầu bếp đi. Mọi người không nên học theo anh em mình nhá, kể cả những cái trò chơi trốn tìm anh em mình là cũng sẽ làm mà nó các bạn nhỏ không được học theo, tại vì nó sẽ nguy hiểm với các bạn nhỏ. Vì sao mình bảo nguy hiểm? Vì khi mà nhà băng nền nước nhá, mà ổ điện không để trên cao ấy là giật cái toi đấy, nên là không được phép học theo anh em mình nhá. Anh em mình là thợ điện thì dám làm thế đấy. Được rồi không? Ông của mình chỉ ăn như thế thôi nhé mọi người nhé. Tại vì sẽ chín quá là mình sẽ chín quá. Bây giờ sẽ để ra đây cho nó nguội đi đã. Chỉ cả hơi nguội một tí thôi. Nếu mà cắt nóng này ra ấy, thì ở trong phần trong thịt nó sẽ chưa được ngấm cái hơi nóng. Thế nên là nó sẽ không, nó sẽ đại khái là không chín. Cắt thử miếng lăm ngồi sang bên này. Mình sẽ cắt thử một miếng sườn cho mọi người xem nhá. Đây. Sườn của bò Mỹ này. Ui, em thích ăn cái sườn đấy nhá. Sườn nó mới ngon. Tạc sườn này. Anh cắt lầm. Nó rất là mềm nhá mọi người. Nó không như thịt bò ta, thịt bò Việt Nam. Miếng này là hàng tí nữa thì lỗi nó bị phá hoại rồi mà. Đó khéo tí nữa thì rồi mà lại cà chưa bốc về đấy. Đây nó sẽ làm một rảnh nha, thử một rảnh xem nó giống ở bên Tây không nhá. Đó, bên Tây nó sẽ thái một rảnh to thế này này đấy. Sẽ nhiều thịt và đấy. Anh ơi, anh thái cái này hộ em với. À không, bị em phải tự thái. Thái gì? Thái gì? Đấy, thái thịt nữa. Anh cho em mượn cái thốt. Từ từ, lật cái này. Để nhỏ lửa đấy. Để em thốt này, thốt thái thịt chín. Wow. Thế nào, ok không? Ok không? Phải rồi. Thao bọc nghe. Úi giời. Úi. Không, của mày chưa ăn thua. Của mày bị sống quá mày biết tại sao không? Của mày dày quá. Của mày bị dày quá rồi. Đứng lại đây. Bỏ tay ra. Đấy. Ý tôi không mặn muối mình. Muối ta đấy, không phải muối Tây đâu. Đáng nhẽ phải dã muối ra. Thêm tí nữa. Phụ bản kém đấy nhỉ. Mặn ui. Thế nào? À đâu. Ui, mọi người không được học theo Mao Đệ nhé, cho dao lên mồm là rất là nguy hiểm đấy. Đây này, cho mọi người xem miếng của mình mới là miếng đẳng cấp. Ngon cực mọi người ạ, ngon lắm. Đấy, thấy chưa?
bánh đẳng cấp đấy. Chưa chín hẳn. Ủa em mới chín hơn à? Không được, nó sống quá. Cái này chưa ổn lắm. Nó chín chín tí. Đấy. Ok. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon đấy nhỉ. Được rồi. Cái tuyết bò này nó ngọt lắm không ạ? Bây giờ thơm. Bây giờ mình sẽ làm tử tế một cái miếng sườn này. Không để sống như thế này mà cũng không để chín quá nhá. Ở nước ngoài người ta hay thích ăn kiểu tải tải sashimi vậy nhỉ. Mình ăn thử xem ngon không? Đúng rồi. Mà bò là người ta là bò siêu đặc tiêu chuẩn á. Bò người ta bùng ngon á. Bò này chắc nói chung là cũng là loại loại CD, EZ gì đấy. Nếu mà bò loại A thì không mua được mà có tiền còn mình mua nào. À gì nhỉ? Người ta còn là thái cái con bò sống này này. Thái ra nhá, thịt sống nhá. Người ta làm sốt nọ sốt kia chấm ăn sống. Sốt nọ sốt kia là sốt gì? Sốt thái sốt tủng gì ấy. Mất điện nhỉ? Bật nhỏ thì cái miếng thịt này nó em thái lại cái miếng này. Chấm bột bò này. Ăn với muối ngon hơn. Mình sẽ trông nướng này cẩn thận. Thôi nhỉ. Bạn nhỏ đi tí. Mày biết gì không? Khánh Thành nhà mà lại không có bi. Đúng rồi, lại chẳng có coca. Phí ơi là phí. Mày đi mua đi. Anh đi mua đi. Mày đi mua đi. Mày em trông cho. Không. Em làm vua đầu bếp ấy. Mày trông miếng này tao. Không. Không an tâm lắm. Chẳng có ăn hết đâu, cũng đầy lên rồi. Biết rồi, tao đang ăn miếng này. Miếng này, miếng tử tế. Bây giờ mới thấy được cái tác dụng của ngôi nhà băng của anh nhà, ngôi nhà đá của anh em mình. Đấy, mát thế, à đâu, riết thế. Buồn thế. Nắng thế này nó mới có tác dụng này. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem chuẩn của một miếng nướng chuẩn. Lúc nãy anh em mình nướng chưa chuẩn mọi người ạ. Bây giờ nướng mới chuẩn này. Đấy, không biết miếng này chuẩn chưa? Mình đang ngồi hóng mấy cái quả sườn. Mình sẽ cho nó mình sẽ cho nó xém xém một tí nhá. Đấy. Không biết là ngon đến chừng nào. Cho nó xém xém một tí. Xong anh ơi, anh thấy anh thả ra chắc muối mất. Cầm. Ấm. Đấy, con dao của anh đang đâu rồi? Dao của anh bên kia rồi. Đấy. Dao nhọn nhọn đâu? Chín rồi đấy anh ạ. Ừ. Anh làm em đợi hơi lâu rồi đấy. Đấy, thấy giờ vẫn sống ở trong này. Nhưng mà sống nó mới chuẩn vu mọi người. Nhưng mà sống nó phải sống chín tới ấy. Không phải là sống đấy. Được rồi. Hai miếng này sẽ yên tâm là sẽ có một miếng như tây luôn. Ngon luôn.
anh phải thắng mỏng nha. Đúng kiểu chúng tây méo mồm đấy. Ok. Chú đấy làm hơi bị tốn nước dãi của em đấy. Ông đấy là tên là gì nhỉ mọi người? Tên là Dubai. Rắc muối là tên này quên mất rồi. Có lâu mà nhớ chưa? Không nhớ. Trông. Rồi, bây giờ sẽ thử xem miếng này trước nhá. Ăn đâu, từ từ chưa? Cái gì nó cũng phải bảnh bảnh. Lật lật lên đấy. À. Đấy. 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 Thơm luôn nhỉ? Thơm luôn. Còn phải nghĩ luôn. Chuẩn chuẩn bài luôn, chuẩn men luôn. Đấy, bây giờ thử cái miếng này trước nha. Thế nào nhỉ? Ui da! Anh ơi! Đúng rồi anh ạ! Ây! Kéo anh làm xong cho người chuẩn ta... Chuẩn bài chưa? Dẫn anh đi làm đồ bếp. Có muốn thêm chín thêm tí nữa không? Không! Ừ? Thế rồi! Thế này á? Vâng! Thế mới chuẩn mà! Thái trong mùi anh phải gõ vào thơm quá. Đấy. Bẩm. Chưa đứt. Bẩm ngố mẹ. Đấy. Gõ vào đi. Thôi, 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 ông ấy mặn lắm. Muối nhà mình, muối muối trắng đấy, nào. Đấy, anh giặc không ăn thua. Mày tránh ra. Tao đi vào trong kia cái nắng. Em chọn cái miếng ngon thế này này. Nắng quá. Ăn Dubai thế này nó còn đu. Đây à. Mình thích chấm với nước sốt này hơn. Chấm này nó mặn nó mới ngon. Nó phải đỏ đỏ như thế này nha mọi người nha. Nặng có tí gân nữa kìa. Ngon thật chứ. Vậy là thành công rồi đấy. À, ở video sau mọi người sẽ anh em mình sẽ chế cho mọi người xem một món bò tây nướng kiểu ta kinh điển luôn. Mời mọi người nếm đi. Cô khoa của em. Em phải ủ lạnh nữa đó. Đấy. Tí nữa mình sẽ nướng ngon hẳn cái miếng này. Mọi người xem đã mắt thôi. Còn miếng này Mao Đệ nó thích ăn kiểu đỏ đỏ như thế này. Ngon mà anh nhỉ. Ngon được. Cái thịt bò ta ấy thì nướng nó không được kiểu nó như thế này đâu nhá. Nó khác lắm. Nhìn nó khác biết ngay luôn. Nó tâm trí nhỉ. Thịt bò ta để tủ lạnh thì nó sẽ không được như thế này. Nhưng mà đây của anh em mình là thịt loại lại B thôi, lại gọi là lại C thôi. Lại D. Này sẽ ok hẳn luôn. Này. Ui ôi, lạnh thế. Đấy, cái này của em lạnh rồi đấy. Bây giờ phải bỏ cái này. Nằm xuống đây hưởng thụ một tí đã. Có cái chỗ ấy lại có cái chỗ ngon nhất mát nhất. Mời tất cả mọi người nha. Mát không? Phê không? Buồn đầu. Phê không? Đấy. Dạ.
Sắp ăn thịt đấy. Ok luôn, nào. Sẽ... ấy chưa hết chỗ này. Chỗ này sẽ cái này... Anh để vào cái đĩa muối cho em. Nào, cái nốt chỗ này đó. Chỗ này đặt ngon. Cho em xin một cái. Đây. Wow. Em chỉ thích ăn cái muối thôi này anh ạ. Muối trắng đáng nhé, có phải giã ra cơ. Đây này, sẽ ăn ăn theo kiểu này mới kẹp. À thôi. Đó. Tuyệt bán. Tuyệt man. Tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ cùi cái miếng này nhá. Rồi anh ạ. Cái khui phải nằm đến bia ra. Rồi. Em đã rồi này. Mọi người sẽ xem cái miếng chính của anh em mình đây nhá. Anh ơi, cho em cái miếng gặm xương ấy. Miếng gặm xương á, từ. Em không thích cái ra đâu. Trong xương thì chắc chắn là nó sẽ sống. Nhưng mà sống mức cần thiết hay là mức quá mức thì không cần, à chưa biết nha mọi người nhá. À chưa được. Cần thêm khoảng tầm một ít nữa. Cắt cái xương vào cho em. Thêm một ít thời gian nữa. Anh cắt một cái đất đầu này cho nó áp được cái xương xương. Đấy. Đấy. Cần thêm một ít thời gian nữa. Em xí cái này nhé. Ok. Xí cái này. Ôi. Hưởng thụ. Ôi hưởng thụ gì đã. Nhưng mà hưởng thụ kiểu này cũng không áp lưng được vào. Áp lưng vào thì nó lạnh. Buốt. Mà ra ngoài nắng cái thì nó... Anh ơi, em thích cái kiểu tưởng là anh phải được 100 gói đá rồi. Gói đá vào đó. Hưởng thụ hoa quả. Cái này để cho mày lại còn lạnh thấu xương. Nước ngọt tây để uống hoa quả. Mới đầu mình tưởng là nó nhanh tan đấy, mà cũng lâu ghê. Ok phết. Lần sau mọi người muốn anh em mình làm một cái thử thách không? Tệ nhá. Cô cờ anh để anh ạ. Sẽ vào một cái phòng khoảng độ tầm 5-7 mét vuông thôi. Xong thả đá vào đấy gọi là gần như kín phòng. Ai là người rời khỏi phòng đá cuối cùng là người giành 10 triệu đồng. Ok không? Ok luôn. Mình là người chịu rét tốt nhất. Nhưng mà mình sẽ đứng ra làm trọng tài. Mình sẽ đứng ra làm trọng tài. Mình thì nếu mà chơi cái trò đấy thì mình chắc chắn là mình sẽ giành chiến thắng rồi. Thôi oai, cũng cho anh chơi đây, làm sao? Tại vì sao? Diễn cái gì này? Đấy. Thế nhá. Nhưng mà con chuột không có. Bộ áo da này không có. Bộ áo da này đã tồn tại khoảng bao nhiêu năm tháng? 3 năm tam mao rồi anh nhá. Ôi, cái quạt trường đi cứ em. Anh lật lại đi. Anh phải chặt một cái đoạn trụ người nó mới áp được xuống. Ok, chặt ra nhé. Em thích cái quả chuồn trụ này rồi. Ngon. Ừ, anh chặt một cái mấu đấy đi. Chặt một mấu này nhá. Vâng. Ok. Thế là áp được xuống này. À, ok. Quả này ngon đấy. Quả này ngon này. Em xí vào đấy nhá. Ok. Xương để cho chó mọi người. Chó, chó. Chó hơi dí. Anh lật đi. Lật cái đầu bên này này chưa. Đấy. Được áp bao giờ. Đấy. Của mày áp cái là chín luôn. Đấy. Đấy nhá.
Đấy. Ui anh ơi, cho em cái sườn ra đi. Ui, ngon ngon ngon. Thế thôi, không được chín mất. Đây. Chín. Sườn của Mao Đệ nhé mọi người nhé. Ui, miếng sườn này. Ngon chưa? Đấy. Ui, rồi. Còn đây là miếng, ui. Còn đây là miếng thịt của mình. Ui. Em phải đợi nguội nguội một tí em ăn được. Đấy, chờ anh chín, chờ anh chín. Cho chung một lò. Bây giờ thì khả năng là ok đấy mọi người ạ. Cái mế này thì hơi sống nhá, nhưng mà sống thế này ăn mới ngon. Ngọt. Không biết ông Tây ông làm siêu ấy nhỉ. Đấy. Ok. À muối đâu, muối đâu? Muối của anh đâu? Muối đâu? À. Đây. Bây giờ sẽ đi. Chắc rồi. Siêu đi. Tiếp tục. Thêm nước sốt thần thánh nhá. Ui, thế cho em xin miếng quả nước sốt đấy. Sáng nay ăn giao lưu. Rồi. Nào, đưa đĩa, đưa cái thớt này đây. Rồi. Đấy. Giờ thì nhìn nó không còn là sống sống nữa nhá mọi người nhá. Nó rất là ngon rồi. Tái tái. Ui dạ, thế thôi. Kiểu thịt tái tái á. Ăn dần. Đấy. Ui dạ. Ok chưa? Rồi. Ok luôn, ok luôn. Đẹp lắm rồi đấy. Anh không lấy ghế của anh vào à? Không phải ghế, ngồi. Thế thì anh đẩy cái ghế vào đây để bắt vào đây để ngồi. Để. Ok. Em phải thử một miếng. Nào, em ngồi lui vào, ngồi lui vào, ngồi lui vào. Nắng nắng. Đây chưa? Đây chưa? Ăn cái này phải dùng tay mà. Mọi người nhá. Anh cho thêm cái gia vị kia, thơm. Quá tuyệt vời luôn. Cơm đá luôn à? Ngon. Mời. Láo là định đến. Mày định đến làm khách à? Ăn vui. Mọi người có ý tưởng gì về những ngôi nhà đá hoặc là nhà băng hay là cái gì cứ comment anh em mình nhé. Trời. Tuyệt vời mọi người ạ. Miếng này nhìn hấp dẫn không mọi người? Mời tất cả mọi người nha. Ui sao. Thơm á. Tuyệt vời luôn mọi người. Khỏi cần nghĩ luôn. Cho xin miếng xương thử xem nào. Sườn 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 này mình ngon, thấy ngon. Ngon nhỉ. Tuyệt vời. Trong này nó gân gân mà nó đang trông sống ấy, ngon nữa. Ở trên mình ạ. Cái đá túi này chỉ có 6.000 một bịch à thôi. Hôm nay anh em mình mua 50 túi hết có 300.000 thôi. Nếu mà mọi người có ý tưởng gì về đá này với nhà đá rồi các kiểu, nhớ comment ở bên dưới để anh em mình sẽ thực hiện cho mọi người nhá. Thực hiện cho mọi người xem một có nên là định đem đá thả ra ao nhưng mà sợ cá chết. Thôi. Muốn đấy. Ôi, anh em mình thử nghiệm đi. Thử nghiệm gì? Đúng nào nhé. Mình mang một con chấm đen về thôi. Cho 50 túi đá vào. Cho con chấm đen bơi ở đây cùng mình. Xong rồi. Xem ai chịu được lâu hơn. Ok. Nếu mà
Nó chết thì mình chết. Con mình không chết được đâu. Con mình chết thì nó thịt à? Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây. Vì thời lượng video cũng khá là dài rồi, với lại ông trời cũng không ủng hộ nó, lại chuẩn bị mưa tiếp rồi mọi người. Tắt nắng cái là mưa. Dạo này mùa mưa, nắng thì nắng nóng mà. Cứ 10 phút lại thay đổi thất thường. Hẹn mọi người clip sau nhé. Anh em mình sẽ đây. Hẹn mọi người clip sau đấy nhá. Cho mọi người xem. Anh em mình sẽ chế biến thịt bò Mỹ theo kiểu Việt Nam như thế nào nhá. Theo kiểu Tam Mao. Rất là nhiều thịt. Đây mà nướng cả tảng. Ui dồi ôi, phê lắm. Ôi, chào tất cả mọi người nhé. Nhớ đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh ủng hộ anh em mình nhá.